pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiên tường. Chư Phật rõ trong cõi đó không có bị những
sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phân cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đấng Phật ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phân cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa Xá Lợi Phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tăng và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, ba thanh đạo phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Xá Lợi Phân, ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xá Lợi Phân, cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xá Lợi Phân, trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao, và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một
lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, xá lợi Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xá lợi Phật, nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xá lợi Phật, Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xá lợi Phật, Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kim, nên hiểu là A Di Đà. Xá lợi Phật, Đức Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kim, xá lợi Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá lợi Phật, cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá lợi Phật, lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển, trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xá lợi Phật, chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ, xá lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chăm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xá lợi Phật, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xá lời Phật, như ta hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông, cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di
phần diệu âm phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tài nướng mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức nhưng thế chư phần sơ hồ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng phật danh văn quang phân đại diêm kiên phần tu di đăng phật vô lượng hằng hà sa số những đức phật như thế đều tai nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư phần sơ hồ niệm này xa lời phật thế giới phương tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng phật vô lượng tràng phật đại quang phật đại minh phật bưu tướng phật tịnh phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư phật sơ hộ niệm này xa lời phân thế giới vương băng cò đứng diêm kiên phật tôi thắng âm phật nan trở phật nhật sanh phật vong minh phật hằng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đản ma phần phạm trang phần trì pháp phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phần hương thượng phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phật như tu di sơn phần hằng hà sa số nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi
phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời phân cho nên các ông đều phải tin những lời của ta và của ca đấng Phật nói. Xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiên trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức phần nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát
quang tự tại. Khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mơ thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Mà cơ ấy nên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhận giới. Biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết. Là hên chết và sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả. Nhân pháp kia đều xả nhi không mê, vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố. Tận xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rộn ráo chưa duyên. Niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân. Mau về thì thần chú linh tri đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Bà ni bà ni bà ni câu ha câu ha
đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân năng càng đế ta ba đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố cho sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô như lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sẵn thân như lai nam mô quảng bá thắng như lai nam mô ly bố quý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo đệ tử hôm nay quỳ trương điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo thế tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hằng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua ninh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dưng tận cùng công lễ vô minh chí phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đặng tự gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phổ
con sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phố, nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát Vi Bàn Lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm ở những thế, ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự cùng với 1.200
trăm năm mươi vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng a la, mỗi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão Xá Lợi Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đàm. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử Như Thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tân Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây qua phần có thế giới tên là Cần Lãng, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên là Cần Lãng? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lãng Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lãng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lãng Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lãng có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu, mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sắc vàng tài ánh sáng vàng, sắc đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phất, cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất, lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trôi gian trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mạn đà la, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ưng đấng Phật. Ở phương khác đến giờ ăn
không đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng không cứ anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phật cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lợi phân cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nên hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật a di đà thành phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phật lại đấng phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc a la hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng bồ tát chúng cũng đông như thế xa lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi xa lời phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng
cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiền căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật hiểu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tạm loạn thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng chúng hiền thân ở trước người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà xa lời phong ta thấy có sự lời nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức xung bề Phật Tô Di Tướng Phật Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức nhưng thế chư phần sơ hồ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quan phân đại diêm kiên phần tu di đăng phần vô lượng tinh tấn phần hằng hà xa số những đấng phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư phần sơ hồ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư phật sơ hộ niệm này xa lời phân thế giới vương băng có đứng diêm kiên phật tôi thắng âm phật nan trở phật nhật sanh phật vong minh phật hằng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nước
mình hiện ra thương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh rằng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sao hội niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đản ma phần phạm trang phần trì pháp phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phần sa hộ niệm này xa lời phân thế phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bân khả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức phật nói xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừ kiếm trừ kiếm trừ phiền não trừ
chúng sanh trước màn trượt trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì và độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không tòa sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y
đàn bán nhà đao bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân. Xe xuống
lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam độc quy tam bảo, Phật giới cấm chuyên trì chú đạo. Dừng tận cùng công lễ vô minh, chí phàm phu tự lực khó thành. Cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành. Đặng tự gian giác tha viên mãn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng tông văn vô lượng quang phần sáng. Nguyện tiêu tam chương trở phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phố nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiếm phần ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm ở những thế. Ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự tự quy